Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng trong một ngày mùng 2 Tết đẹp trời nhất, và đặc biệt hôm nay lại có sự hiện diện của bác sĩ Mai Cô Đào. Chúc mừng năm mới bác sĩ. Chúc mừng năm mới anh Đoàn Trọng và chúc mừng năm mới bác sĩ Song Ngân. Chúc mừng năm mới bác sĩ Mai Cô Đào. Bác sĩ, năm mới như thế nào rồi bác sĩ? Ngày hôm qua bệnh viện trung tâm y tế Mai Cô Đào đâu có làm việc phải không bác sĩ? Vâng, đóng cửa thì mùng 1 Tết á, cái cho quý vị biết là mùng 1 Tết đó là người Việt Nam của mình tối kỵ đi khám bác sĩ. Không bao giờ đi khám bác sĩ. Mà thật sự mà bệnh nặng cũng không đi khám bác sĩ nữa. Bác sĩ Đào nói đúng á, cái hôm mà 30 Tết á có một người bệnh nhân xong nên xin phép thôi bác cho cháu ngày mai cháu đến cháu xem bác được không. Nói không, cô làm ơn cô đến đi, 9 giờ đến cũng được, 10 giờ đến cũng được. Nhưng mà đừng để ngày mai. Không để mùng 1 Tết. Không để mùng 1 Tết. Wow. Mùng 1 Tết là cái gì phải perfect chứ đó không. Thế trong đời bác sĩ có cái nào bác sĩ trực vào ngày mùng 1 Tết và có cái ca bệnh nào không? Khi mà làm lúc mà làm với cộng đồng Mỹ đó, làm trong những trường đại học á thì yes, mùng 1 Tết Việt Nam mình cũng như mọi ngày thường thôi. Cũng như hôm qua là con cái vẫn phải đi học vẫn như thường vậy, không có gì hết. Chỉ cái tại vì khi mà mình làm trong cộng đồng của người Việt Nam rồi đó, thì bắt đầu mới theo trở lại cái phong tục của người Việt Nam của mình. Vâng. Chắc đầu tiên phải dành cho bác sĩ để có lời chúc mừng năm mới. Vâng. Vâng. Xin đại diện cho Trung tâm Y tế Đa khoa Mai Cô Đào, tôi là bác sĩ Mai Cô Đào, xin kính chúc tất cả quý vị một năm mới thật là an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào nè, rồi dồi dào thêm tiền tài lộc nữa. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng vào anh em chúng tôi trong năm vừa qua để mà provide cho những cái dịch vụ y tế mà anh em chúng tôi lúc nào cũng có thêm để mà phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Một lần nữa xin cung hỷ phát tài. Cung hỷ phát xôi chứ hả? Cung hỷ phát xôi phát tài. Bác sĩ, năm nay bác sĩ có dự trù sẽ đi theo tham dự một vài cái seminar nào không? Thường thường trung bình một năm như vậy bác sĩ đi bao nhiêu cái seminar? Tùy năm, nhưng mà nói là về CME là Continuing Medical Education là mình bắt buộc một năm, thì tiểu bang Cali bắt phải 25 giờ. Wow. 25 giờ là mình phải làm gì, làm sao có 25 giờ để đủ. Thì nhiều khi mình có thể làm online được. Cái sướng là mình có thể làm buổi tối á, lên online mình học trên đó rồi mình trả lời rồi mình submit. Năm nào cũng vậy bác sĩ ha? Mỗi năm là 25 hay là một giờ và average là 25 giờ mỗi một năm, thì nó cũng keep up những cái kiến thức mới cho mình trong cái ngành của mình. Nếu mình muốn đi học những ngành khác thì cái cho quý vị biết là y khoa thì là thật sự là nó gọi là vô bờ bến, cái kiến thức là vô bờ bến. Thành ra mình học cỡ nào cũng không tới á. Không nào tới. Mà bác sĩ có cái nào dự định học thêm nữa không bác sĩ? Wow, thì bây giờ mình đã có bằng nội thương, bằng về thẩm mỹ. Thì đang lóc ngóc để có thể làm về, nó gọi học thêm một cái nó gọi là anti-aging. Xong anh xin hỏi bác sĩ một câu nhỏ. Bác sĩ Đào vừa nói là bác sĩ có cái bằng về thẩm mỹ. Vâng. Xin bác sĩ nói rõ chút xíu vì có nhiều một vài người bệnh nhân cũng muốn biết. Vâng, quý vị biết là cái ngày này, quý vị biết là tôi originally là gọi là internal medicine, nghĩa là nội thương, y khoa nội thương. Ok, thì làm xong được khoảng 10 năm thì cũng muốn học thêm cái gì đó, thì nó gọi là y khoa thẩm mỹ. Thì quý vị biết là ngành y khoa hay như là internal medicine cũng là chữa bệnh, chữa những cái nội tạng, chữa gan, chữa thận, chữa mỡ, chữa đường, chữa rất nhiều thứ bệnh. Còn một bên là mổ, surgery. Ok, thì mình học internal medicine thì mình học thêm về y khoa thẩm mỹ nữa. Y khoa nội thương và y khoa thẩm mỹ đi chung với nhau rất là chặt chẽ, bởi vì mình không những chữa người ta ở trong mà chữa ở ngoài nữa. Bây giờ tôi hỏi cái ngắn gọn thôi à. Bác sĩ, bây giờ tôi muốn sửa mũi, bác sĩ sửa mũi được không? Sửa mũi được chứ, mình có thể dùng những cái phương thức không phải mổ xẻ nữa. Họ chích cho những cái như là xi măng gì á, chích cho nó cao lên. Chứ không nhưng mà không phải cần phải mổ xẻ, nếu mà tùy, nếu mà như anh chọn chắc phải cần mổ xẻ. Tệ quá, nó cần mổ xẻ. Chắc mời bác sĩ Song Ngân nha. Thì đó, Song Ngân muốn hỏi là bác sĩ Mai Cô Đào là cái y khoa thẩm mỹ như vậy đó, sau khi bác sĩ Mai Cô Đào là một bác sĩ nội thương rồi thì học bao lâu nữa thì hoàn tất cái y khoa thẩm mỹ đó? Thì khoảng 2 năm. Khoảng 2 năm mà không phải học mỗi ngày 2 năm. Mà tại vì mình là bác sĩ rồi, có nhiều căn bản rồi, thành ra học thêm rồi phải thi cùng khi cái bằng. Đối với Song Ngân thì Song Ngân cũng đã từng học y khoa, cho nên Song Ngân biết là 2 năm là rất là dài và rất là đầy đủ cho một cái y khoa thẩm mỹ. Vì đã là một người bác sĩ nội thương, tất nhiên là đã biết chữa bệnh từ đầu tới chân, head to toe, và còn more than that.
thì chỉ dùng một cái dao nhỏ cắt một cái mí mắt tí xíu, hay là đội một cái mũi lên, hay sửa một cái môi, nó rất là simple hơn quý vị nghĩ nhiều lắm. Thành ra Song Ngân rất là không, không những cái đó không mà mình có thể làm chẳng hạn bây giờ mới tối tân bây giờ nữa là mình lấy mỡ chẳng hạn. Lấy mỡ người của mình, mình tự kế tạo tái tạo ra, mình có những tế bào gốc mình chuyển lên trên những bộ phận nào mà mình thiếu. Tại vì dư mỡ, quý vị ở Mỹ này là rất nhiều người bị dư mỡ. Thành ra mình có thể dùng cái phương thức đó được. Bác sĩ 15 năm trong cái ngành y à. Bác sĩ chữa bệnh nội thương cho người ta nhiều rồi. Bây giờ bác sĩ qua thêm một cái ngành nữa làm đẹp cho người ta. Bác sĩ thích thú có cái điều kiện chọn, bác sĩ cho chọn ngành nào? Thì cái như quý vị là và anh Đoàn trọng là đẹp là không phải chỉ bên ngoài mà thôi. Phải bên trong nữa. Bên ngoài nhìn đẹp mà trong thúi hết đâu được. Thành ra cái quan trọng nhất là trong héo ngoài tươi. Trong héo ngoài tươi là không được. Thì mình phải chữa cả bên trong lẫn bên ngoài. Cái quan trọng nhất là sức khỏe. Ở ngoài nhìn đẹp mà sức khỏe trong nát bấy hết cũng không làm gì được hết. Nhưng mà trong cái cuộc đời của bác sĩ, bác sĩ ghi nhớ cái lần nào người bệnh nhân mà bác sĩ cứu được người ta, người ta đến người ta gặp bác sĩ, người ta nói gì với bác sĩ, bác sĩ cảm nhận cái lúc đó như thế nào? Thưa Toàn Trọng và quý vị, thì cái không phải một hai lần mà cả rất nhiều lần rồi. Tại vì trong vòng 15 năm qua, nội cái trung tâm y tế của Michael Đào đã lớn từ một bác sĩ, một y tá mà lớn cho bây giờ tới hơn 20 bác sĩ, hơn 100 nhân viên và lớn nhất, một cái building lớn nhất ở trong khu này. Thì quý vị biết là phải làm sao đó mới được như vậy, chứ không phải mà mình tự nhiên mà mình được như vậy. Chắc chắn rồi. Thì tôi cũng rất may mắn á, Michael rất may mắn là cứu được không phải một hai người mà cả ngàn người. Thì mỗi lần Tết nhất hay gì á là Noel là quà cáp rất nhiều. Như là cái đây trình bày năm trước á, quý vị biết là cả một cái phòng bự như cái phòng này là chứa quà cáp của bệnh nhân không? Nhưng mà gia đình người ta đến cái lúc đó thì bác sĩ cảm nhận cái cảm xúc của bác sĩ như thế nào? Thì actually cái đó là mình đã cứu bệnh nhân rồi, nhiều khi cả 6-7 tháng sau người ta mang ơn. Cái mùa nhân mùa lễ tôi mới mang tới. Thì of course mình chắc chắn là mình rất là vui mừng. Tại vì một người cha, người mẹ hay là anh chị em gì đó mà khám bệnh không ra, xong đến phiên mình thì mình khám ra bệnh rồi mình chữa bệnh cho họ thì họ rất là mang ơn. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vòi cảm nghĩ của cộng đồng người Việt chúng ta với một bác sĩ xuất thân từ Việt Nam, từ 10 tuổi đến 15 tuổi bác sĩ mới qua đây. Khoảng chừng 13-14 tuổi. 13 tuổi thuộc thế hệ thứ hai đến đây và ông ta đã hành nghề y trên 15 năm nay. Hy vọng cộng đồng người Việt chúng ta sẽ càng ngày càng vững mạnh và có thể nói trong những cái chức vụ là bác sĩ là một trong những ngành nghề rất gần gũi với cộng đồng người Việt chúng ta. Và quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.